Trần Mật Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng chủ nhật và bây giờ là 7 giờ sáng giờ California, tức là 9 giờ sáng giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi sáng chủ nhật thì chúng ta vẫn có chương trình vô đề đề tài được mở rộng hơn hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài khác bên cạnh những cái thời sự mỗi một ngày từ thứ hai tới thứ sáu chúng ta sẽ có những đề tài vui hơn trong cái ngày đầu tiên của năm mới hôm nay là ngày chủ nhật 22 tây tháng 1 và cũng là ngày mùng 1 Tết Tết của năm con mèo. Trước hết Trần Nhật Phong mến chúc cho tất cả khán thính giả ở khắp nơi một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Đó là cái lời chúc của Phong dành cho tất cả khán thính giả của TNP Channel và đương nhiên À, trong cái chương trình mà vô đề sáng này thì à, có nhiều người quan tâm những cái vấn đề mà họ chờ một tuần lễ mới được. Do đó thì à, hy vọng rằng tất cả khán thính giả sẽ uh, có những đề tài khác nhau và phong sẽ dành lúc 9 giờ sáng tức là giờ california là 11 giờ trưa giờ houston texas phong sẽ live thêm một lần nữa đặc biệt để cho quý vị chúc tết tha hồ chúc tết tuy nhiên thì sáng ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị à, uh, giảm bớt những lời chúc tết để chừa lại lúc 9 giờ sáng thì chúng ta sẽ có những lời chúc tụng Phong sẽ đọc những lời chúc tụng của quý vị ở trên cái uh, livestream trực tiếp này. Do đó thì sáng nay hy vọng rằng quý vị sẽ đóng góp những cái đề tài gọi là gọi là theo quý vị quan tâm và bớt dần dùm phong tại vì chúng ta sẽ có một cái chương trình đặc biệt chúc tết cho nhau vào lúc 9 giờ sáng phong sẽ làm live và lúc 11 giờ sáng giờ California thì phong cũng sẽ có một cái chương trình đốt pháo ở ngoài studio của Phượng Mai hy vọng quý vị sẽ theo dõi cái live stream này bởi vì sáng ngày hôm nay là mùng 1 Tết thì theo thông lệ mỗi năm của Phượng Mai studio vẫn có đốt pháo thì sáng nay Phong cũng sẽ có một cái chương trình đốt pháo ở ngoài Phượng Mai Studio và năm nay thì theo yêu cầu của tất cả à, những người thân thì năm nay Phong sẽ không cầm máy mà nhờ một người khác cầm máy quay phim và live để Phong có thể đích tay đốt và cái phong pháo đầu tiên. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ tiếp tục à Tại sao Joe Biden ngày xưa cắt 400 triệu cho Việt Nam Cộng hòa còn bây giờ sẵn sàng viện trợ 1 tỷ Mỹ kim cho Ukraine thì chú không phải 1 tỷ là 100 tỷ. 100 tỷ Mỹ kim so với 400 triệu ngày xưa của Việt Nam Cộng hòa bởi vì Ukraine là cái tử huyệt của Joe Biden. Cái tử huyệt của Joe Biden từ năm 2014 cho tới năm 2016. Thời điểm này Joe Biden nắm ngân sách 1 tỷ Mỹ kim do Obama giao phó lúc đó ông ta là phó tổng thống thì con trai của ông ta được mướn vào công ty Burisma làm việc với mức lương là 50.000 Mỹ trên một, một tháng và không làm gì hết. Chỉ cần có Hunter Biden trong đó thì ông Poroshenko, tổng thống của Ukraine thời điểm đó đã hủy bỏ cuộc điều tra tham nhũng vào công ty Burisma, sa thải luôn cả công tố viên. Do đó, tại sao Joe Biden thúc đẩy mạnh mẽ việc hỗ trợ cho Ukraine, đó là về cá nhân, còn về chung thì đồng minh của Joe Biden tại Âu Châu ok đồng minh của ông ta là lực lượng cánh tả tại Âu Châu do đó khi mà nga tấn công Ukraine thì gây nguy hiểm cho đồng minh của ông ta cho nên ông ta tài trợ tối đa nha nhưng ông ta lại ngại đối đầu trực tiếp quân sự với lại phía của nga do đó chỉ tài trợ quân sự chứ không dám can dự trực tiếp rồi à cảm nhận của anh về hai nhà văn vũ trọng phụng và nhà thơ lưu quang vũ nhà thơ sĩ lưu quang vũ thật sự quý vị lưu quang vũ là người của cộng sản mặc dù ông ta có những cái ý tưởng cấp tiến ông ta là một nhà thơ hình như là ông ta và một kịch sĩ nữa thì phải một soạn giả một đạo diễn thì ông ta chết một cách bất ngờ trong thời điểm đó thì chúng ta không biết được riêng vũ trọng phụng là phản ảnh cái xã hội miền bắc dưới cái điểm giao thời hai người này khác nhau một bên là bản chất cộng sản còn một bên là một người phản ảnh cái cuộc sống thực tại của người dân ngoài bắc trong cái thời điểm giao thời hai cái đó khác nhau xa lắm. À, tôi chỉ nghĩ, tôi chỉ đánh giá như vậy thôi, nha. Rồi, ok, lướt và những lời chúc mừng đi một lát nữa. Quý vị à, lúc 9 giờ sáng, tức là à, giờ California đó, thì quý vị có thể mở cái livestream phong lên. Lúc đó những lời chúc tụng của quý vị, phong sẽ đọc lên, nha. Còn bây giờ này, quý vị cứ chúc hoài á, thì chúng ta sẽ không có những cái đề tài để mà nói, nha. Rồi tiếp tục. Ừ. Bên T Mỹ ăn Tết vui không anh Phong? Ok, chúc anh năm mới. Ok, bên Mỹ ăn Tết rất là vui. Từ ngày hôm qua cho tới bây giờ là quý vị thấy liên tục tất cả những cái hình ảnh đã được đưa lên trên Youtube, trên Facebook, trên Twitter. Thì quý vị thấy rõ là pháo đốt khắp nơi. Từ California qua tới Houston, Texas, tới Arizona. Thì quý vị thấy là pháo đốt rần trời hết luôn. Đó là thứ nhất. Thứ hai, riêng tại California thì Bắc California có cái hội trợ rất lớn và ở Nam California có à, có cái hội chợ Tết của anh anh Triều Đổ. Tuy nhiên thì à, người ta vẫn tập trung vào cái phố hoa ở đường Main. Rồi sáng ngày hôm nay thì người ta sẽ tập trung trên đại lộ Bonsa để mà thưởng thức cái chương trình diễn hành Tết truyền thống hàng năm của người Việt. Và quý vị sẽ từ nguyên một ngày hôm nay quý vị sẽ nghe tiếng pháo nổ ở khắp nơi. Đó là cái à, Tết ở bên Mỹ rất là vui quý vị và rất lành mạnh không có những cái bệ rạc, không có những cái tầm bậy tầm bạ. Đa số là những sinh hoạt lành mạnh dành cho gia đình. Cho nên Tết năm nay á, hôm trước mà tôi nói chuyện với lại mấy anh em bên cái kỹ nghệ du lịch đó thì con số mà tôi biết được đó là khoảng ở California khoảng là chính thức thôi. Ở California thôi là 30.000 người Việt Nam từ Việt Nam qua Mỹ ăn Tết. Còn những tiểu bang khác tôi chưa biết. 30.000 người từ Việt Nam, tức là gia đình của họ đó từ Việt Nam qua Mỹ ăn Tết không ăn tết ở việt nam nha rồi tiếp tục ok à lướt qua ok ok à ai cũng được ăn tết chỉ có anh chị bảy cục điện và dòng họ không được ăn tết no họ ăn tết với dịch quay lạng sơn họ ăn tết với vịt quay lạng sơn rồi đừng nghĩ như vậy ok rồi tiếp tục à <laughs> Khi nào quốc hội không cần quá bán để ra được một luật, khi nào thì uh, cần 60 phiếu, à, 2 phần ba. Tôi đã nói rồi, thứ nhất là tất cả phải quá bán, tức là cái luật đó phải được uh, uh, ít nhất một phiếu hơn ở trong phân nửa quốc hội thì mới được thông qua. Thì những cái luật nào liên quan tới tài chánh, liên quan tới uh, đối nội, đối ngoại, chỉ cần quá bán một phiếu là được. Nhưng những luật nào liên quan tới hiến pháp của Hoa Kỳ thì phải cần 2 phần 3 khối phiếu. Không phải là 60 phiếu. 60 phiếu chỉ là một cái quy tắc của trên sàn thượng viện là filibuster thôi. Ok. Còn dưới hạ viện là phải 2 phần 3 phiếu. Hoặc là 67 phiếu trên thượng viện. Thì nó gọi là 2 phần 3 phiếu đó. Thì những cái luật nào liên quan tới bản hiến pháp của Hoa Kỳ thì đều phải đòi hỏi cái điều này nha. Rồi tiếp tục. Wow. À, à, lướt qua những cái à, à, lời à, chơi chúc mừng nha nếu trung quốc đánh đài loan đài loan cầm cự được bao lâu nếu mỹ không can thiệp vào tôi nghĩ ít nhất bây giờ với cái khả năng của đài loan bây giờ ít nhất vài tháng ít nhất là vài tháng và họ có thể kéo dài hơn và họ có thể phát triển cái chiến trường đến tận cái thêm lục địa của trung quốc nếu không có mỹ và nhật can thiệp thì tôi nghĩ là ít nhất đài loan chống chọi được cũng vài tháng trước khi mà trung quốc gọi là bao vây chặt chẽ tất cả đài loan nha rồi, à, con đợi chú 4 năm năm nay con có suy nghĩ độc lập nên đợt kinh tế suy sụp này con né được rồi. Cảm ơn con rất là nhiều. Thì chú nói khi con có suy nghĩ độc lập thì tự nhiên con sẽ bớt sợ hãi và khi bớt sợ hãi con sẽ dứt khoát hơn trong những cái quyết định trong cuộc sống. Nhờ vậy cuộc sống con khá hơn. Đó là cái quy tắc của cái suy nghĩ độc lập nó là như vậy nó làm cho con có được cái quyết định của bản thân mình không bị ảnh hưởng bởi ai thì lúc đó cái đời sống của con ít nhất về mặt tinh thần đã chú chưa nói về mặt vật chất thì con đã khá hơn người khác rồi con đã khá hơn người khác rồi con không lệ thuộc bất cứ một cái suy nghĩ của ai áp đặt cho con hết rồi từ những cái đó con mới định hướng được cái hướng đi của con và con biết được là con có sở trường gì sở đoản gì rồi lúc đó con mới phát triển được cái sở trường của con và khi phát triển được sở trường thì đương nhiên cuộc sống của mình thăng tiến. Không chạy theo đám đông, không chạy theo bày đàn. Và đứng bình tĩnh suy nghĩ, phân tích rồi mới bắt đầu quyết định. Đó là cái suy nghĩ độc lập đó. Và đó là cái mà chú đang làm trong mấy năm nay. Hy vọng rằng khán giả của TNP cũng sẽ đi theo cái chiều hướng này. Dù quý vị ở hải ngoại hay ở trong nước. Bởi vì cái suy nghĩ độc lập nó làm cho quý vị có thể có một cái bước thăng tiến nhiều hơn. Thăng tiến nhiều hơn, ít nhất về mặt tinh thần đã. Tôi chưa nói về mặt vật chất còn nếu mà chúng ta tiếp tục chạy theo đám đông chúng ta tiếp tục chạy theo bài đàn chúng ta tiếp tục nghe ai nói rồi chứ mình làm theo thì cuộc đời quý vị sẽ lại thuộc những cái này và quý vị sẽ lên xuống và quý vị không chủ động được quý vị thụ động phải đi theo người ta nha rồi tiếp tục à mỹ đốt pháo trung cộng có đốt pháo theo tôi biết thì ở trung quốc vẫn cho đốt pháo họ đâu cấm chỉ có cộng sản việt nam cấm thôi ở trung quốc nó vẫn cho đốt pháo mà nha hy vọng lát nữa, tại vì 11 giờ thì tôi ra ngoài studio, thì hy vọng rằng là một lát nữa thì xong cái chương trình này và xong cái chương trình chúc Tết lúc 9 giờ, thì tôi sẽ cố gắng đi ra Phúc Lộc Thọ để có mặt ở ngoài gặp gỡ một số đồng hương. Hy vọng tôi sẽ ra được nha, tại vì cái giờ cũng hơi gắt một chút. Rồi anh Phong có tin vào quẻ bói đầu năm của anh Phong à? Thật sự quý vị quẻ bói đầu năm hay là sinh xăm đầu năm. Đó là những cái thủ tục gọi là giúp cho người ta có thể có được cái niềm tin trong cuộc sống ở tương lai, tức là trong năm mới. Thật sự quý vị, tin hay không tùy theo mỗi người. Cá nhân tôi thì tôi lại không tin về ba những cái bói toán nhiều. Mặc dù nó cái lĩnh vực huyền học này, nó có những cái quy tắc của nó và nó có những cái hợp lý của nó. Nhưng mà tôi thì tôi không tin vào lĩnh vực này nhiều. Ok? Và có nhiều người thì rất là tin tuy nhiên thì à, hạp hay không hạp thì tôi, 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 tôi tin còn nếu mà bói toán để mà dùng mấy cái quẻ bài thì tôi không tin mấy còn nếu như mà nói hạp năm hạp tháng thì tôi, tôi, tôi tin và có những cái màu sắc hạp với mình hay không thì, thì cái này tôi tin còn những cái mà bói toán thì tôi không tin lắm nha yeah. rồi tiếp tục ok ra wow, các bạn hôm nay chúc, uh, chúc tết hơi nhiều nha ok à Hôm nay ông con về quê ăn Tết nghe người dân nói kinh tế 2023 gặp nhiều khó khăn. Con ở đâu mà về quê ăn Tết? Thứ nhất, tại sao người dân quê còn biết Tết năm nay khó khăn mà con lại không biết? Để cho những người dân nói. Chú đã nói trên đài của chú rất là nhiều lần rồi. Năm nay ở Việt Nam là một cơn khủng hoảng kinh tế. Đã nói là khủng hoảng kinh tế thì con biết rồi. Mà điều này chú đã nói rất nhiều mà con không biết. Phải chờ người dân ở đó nói cho con biết hay sao? Ok. Rồi à, Năm nay tụi quốc phòng Việt cộng bán pháo hoa đầy hết anh Phong ơi Tụi nó bán rất mắc Mà bắn 20 giây 800 ngàn đồng tiền Việt Nam Thứ nhất là bán cho ai Quý vị có được mua đốt ở trong nhà hay không Hay chỉ là những cái công ty Nó được sự bảo đảm của Bộ Quốc phòng Và giấy phép của Bộ Công an Nó mới được, được đốt Thì tùy theo quý vị Ở Việt Nam bây giờ theo tôi biết lệnh cấm đốt pháo vẫn còn Ở Việt Nam là cấm đốt pháo có thể một năm này do tình trạng mà nó gọi là kích thích tinh thần của người dân có thể nó cho phép một số công ty được bán công ty được đốt pháo và bộ quốc phòng kiểm soát vấn đề bán pháo thì có thể nha yeah. rồi tiếp tục à nên dùng chữ cứng rắn à, thay tính thẳng như ruột ngựa cho ông trump trong bối cảnh chính trị mỹ lúc này thật sự quý vị ông trump là một người touch tức là cứng rắn đúng và thứ hai là gì ông là người đ ruột để ngoài da ông sẵn sàng lên tiếng một cách mạnh mẽ ông không ngại so với các đời tổng thống trước trong các đời tổng thống kể từ khi mà kennedy chết cho tới bây giờ thì phải nói rằng là ông ronald reagan là người được mô tả là cứng rắn vô cùng nhưng mà sự cứng rắn của ông là trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại nhưng ông lại không có đủ cứng rắn đối với cái đám truyền thông cực tả riêng ông trump thì ông là ông, là ông bạc tay luôn cái đám truyền thông cực tả do đó ông Trump được mô tả là cứng rắn hơn, nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À. Nếu 24 ông Trump đắc cử tổng thống vậy là tối đa được một nhiệm kỳ thôi hạ chú Phong giải quyết thêm nhiệm kỳ tổng thống thì tôi đã nói với quý vị là hai nhiệm kỳ bất kể đó là gián tiếp hay là liên tục thì cái hiến pháp nó quy định chỉ trừ có một cái trường hợp duy nhất là trong cái thời đại nhị thế chiến thì uh, ông uh, Franklin Roosevelt là được uh, hai nhiệm kỳ, ba nhiệm kỳ. Đó là lần duy nhất mà à, nước Mỹ có được một tổng thống ba nhiệm kỳ. Còn cái hiến pháp đó thì họ chỉ quy định có hai nhiệm kỳ thôi nha. Rồi à mấy ngày nay trên YouTube sót nhắc nhiều tới đồng chí X chắc ông X sắp bị làm thịt. Chưa biết được. Tôi không biết nhưng mà hiện nay thì tôi biết được là ra Tết thì tới một số những nhân vật sẽ được đưa vào cái lò của Nguyễn Phú Trọng. Trong đó có thể Phạm Minh Chính cũng sẽ từ chức và trong đó thì nhân vật đứng đằng sau lưng toàn bộ cái sự việc việt á không phải là vợ ông phúc mà là nguyễn công khế có thể cũng sẽ bị làm thịt mà nguyễn công thế bị làm thịt thì có thể rằng là liên quan tới vụ việt á nhưng cũng có thể liên can tới cái đất mà báo tin mà ông ta còn lúc mà ông ta trước khi chuyển giao cái chức tổng biên tập thanh niên cho người khác đó thì ông ta đã có cái hành động lem nhem về đất đai rồi thì tôi chưa biết Nguyễn Công Khế sẽ bị làm thịt nhưng mà lần này dính tới Việt Á nhiều hơn nha bởi vì cái tên mà trùm Việt Á chính là đệ tử ruột của Nguyễn Công Khế và Nguyễn Công Khế là người đã à, mai mối cho Việt Á gặp vợ của Nguyễn Xuân Phúc chính Nguyễn Công Khế mới là tên trùm cuối nha rồi năm 23 mặc dầu khó khăn nhưng người Việt hải ngoại và người Việt trong nước và vẫn kinh tởm cho đến khi họ biết được mình không hề quan tâm cho người khác qua hình ảnh hoa tết Thật sự ở ngoài này quý vị người ta đi mua hoa Tết rất nhiều Riêng nhà của tôi không đó Bà xã tôi bà mua là mười mấy chậu hoa cúc rồi Cả ở nhà lẫn studio Thì năm nay đó tùy theo cái nhìn Nhưng mà thường thường Người miền Nam thì họ hào phóng hơn Và họ có cái nhìn rộng hơn Nhân bản hơn Họ không có ép những người khác So với những người mà Dưới cái nền giáo dục ở ngoài Bắc của Cộng sản <laughs> Họ sống bằng đấu tranh Cho nên họ ích kỷ và họ tham lam họ sẵn sàng ép người ta ngọt thở đó là cái sự khác biệt giữa hai cái văn hóa một cái văn hóa nhân bản của người miền nam và một cái văn hóa là tranh đấu tham lam ích kỷ của cộng sản ở ngoài bắc và nó đã gieo rắc từ năm 1954 tới giờ do đó tại sao nhiều quý vị nói là anh phong phân biệt vùng miền tôi gốc bắc nè tôi không có phân biệt vùng miền nhưng mà tôi biết cái những người sinh sau năm 1954 cho tới bây giờ đều là những kẻ tham lam và ích kỷ bởi vì họ sống dưới cái nền giáo dục của cộng sản họ được giáo dục sự ích kỷ và tham lam đa số người miền bắc hầu hết đều bị vậy bị như vậy cho nên là họ có lối sống uh, tranh đấu giữ mình do đó họ rất là ích kỷ và tham lam tôi nói là những người sống trong cái nền giáo dục của cộng sản mà ngoài bắc nữa từ vĩ tuyến 17 trở ra là thời điểm đó họ chỉ có một nền giáo dục duy nhất của cộng sản thôi do đó họ đã bị à, tẩy não và họ đã bị những cái tình trạng gọi là à, giống như quý vị thấy một cái văn hóa không hợp lắm với người miền Nam. Chính vì vậy mà tôi mới nói với quý vị là tại sao cần có sự phân lại, phân lại cái lãnh thổ. Là tách biệt ra thì quý vị sẽ thấy hướng phát triển của hai bên khác nhau hoàn toàn. nha. Rồi tiếp tục à Việt Nam tôi đã nhận định rồi nha. Ok, quý vị có lo giữ đồng tiền của mình là chắc ăn nhất. Rồi à Ok Chúng tôi 30 ra mua vì giúp người bán hoa Nên nói tôi mà, Họ nói với nhiêu tôi mua bấy nhiêu Tôi không trả giá Tôi không chơi hoa mà mua ủng hộ tôi Như vậy thì được bao nhiêu người như quý vị Ở trong Sài Gòn Được bao nhiêu người như quý vị Chờ đến ngày 30 Tết mua để giúp những người bán hoa đây Hay là trong 1 ngàn người mới có một người như vị như quý vị Ok không phải không đúng Là đúng chính xác luôn tại vì tôi đã nhận được rất nhiều những cái uh, uh, những cái email mà những người bán hoa đó họ hỏi tôi luôn là có cách nào đem hoa qua Mỹ bán không luôn á tức là họ không còn tin tưởng cái uh, cái thị trường ở Việt Nam nữa trong khi đó có những kẻ rất là mất dạy lên trên uh, mạng xã hội chửi những người bán hoa rồi là tại là, là đổ trách nhiệm cho những người bán hoa là không biết tính toán để rồi năm nào cũng vậy nó no những người bán hoa đó họ những người bán hoa và những người trồng hoa đó cái truyền thống của họ cả gia đình của họ sống mấy thế hệ bằng cái nghề này nếu họ muốn tiền nhiều họ chuyển nghề khác rồi họ đâu rồi suốt một năm trời để mà chờ gặt hái vào mùa cuối năm đó là cái truyền thống tốt đẹp và họ gìn giữ cái nét văn hóa của người việt họ gìn giữ cái nét văn hóa do đó họ đeo đuổi cái nghề này suốt từ thế hệ này qua thế hệ khác nhưng mà cái đám mất dạy trong nước thì nó chỉ nhìn qua lăng kiến là ôi quý vị buôn bán mà quý vị đúng giá tôi mua không đúng giá thì tôi xù không bán thì chịu thôi nó chơi cái kiểu giống một cái văn hóa mất dạy như vậy nhưng mà quý vị những người sống bằng nghề trồng hoa là bởi vì thứ nhất họ yêu hoa đã thứ hai là cái truyền thống gia đình của họ suốt mấy thế hệ rồi họ vẫn đeo đuổi cái nghề này nếu mà nói họ vì tiền đó thì tôi nói thẳng với quý vị Họ chọn nghề khác nhiều tiền hơn Mà không có nhiều cái nguy hiểm như vậy Chờ tới đêm à, chờ tới ngày 30 Bán không được là phải đập bỏ hết Tất cả là vốn liếng mất hết Quý vị chúng ta nhìn một cái sự kiện Chúng ta nhìn một cách rộng rãi Và nhìn trên một cái chung Thì mình thấy rõ ràng là cái văn hóa mất dạy này Nó xuất hiện ở những năm gần đây Ngày xưa không có Ngày xưa không có nha. Yeah. Rồi tiếp tục à, nghề YouTube ở Việt Nam giúp cho hoàn cảnh nghèo nhưng người nghèo vẫn nghèo, người làm YouTube thì xe đạp xài tiền như nước. Tôi không biết ở YouTube ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà nó là cái sân chơi tương đối công bằng. Công bằng ở chỗ là mỗi một người đều có quyền ghi danh một cái uh, uh, chương mục ở trên uh, Google và YouTube. Rồi quý vị tự mình làm sao thuyết phục được người khác. Quý vị cứ ngồi than nghèo. Quý vị cứ ngồi than nghèo mà quý vị làm YouTube mà người ta cũng làm YouTube tại sao người ta có tiền mà quý vị không có tiền? Tại vì chủ đề của quý vị. Quý vị tránh né, quý vị không dám nói những cái sự thật, quý vị tránh né những cái vấn đề gọi là nhạy cảm. Cho nên quý vị chạy theo những cái nghề giải trí hay là ẩm thực mà cái cái này quý vị nói nói chuyện không lại người ta. Người ta là chuyên môn, người ta có khả năng ăn nói thì quý vị rất là phải rồi. Thì khi mà mình biết được cái khuyết điểm của mình không bằng người ta ở đề tài này Thì mình chọn đề tài khác Mình chọn cái nào đừng có sợ Cứ bị làm mà cứ vị sợ Cho nên là cứ bị bị, bị nghèo là, đáng, là phải chịu thôi Tại sao có những kẻ Youtube ở Việt Nam họ kiếm tiền rất là nhiều Còn quý vị cũng làm Youtube mà không kiếm được nhiều tiền Đơn giản thôi Thứ nhất là khả năng quý vị không có Thứ hai là quý vị nhát không dám nói tới những đề tài nhạy cảm chính vì vậy quý vị không làm được là như vậy nha rồi tiếp tục à ok à ông trọng đầu bạc đọc đọc lời chúc tết nhiều người nghĩ như nhồi nhét quyền lực của đảng cho dân nhưng mà mang tính ban phát nhỏ giọt nhiều khi làm cho người dân rất buồn đảng trùm luôn dần nó trùm từ mấy chục năm nay và nó trùm từ lúc mà nó viết cái bản hiến pháp nó tự viết vào nó đọc quyền cai trị trên lầu người dân thì nó đã trùm từ lâu rồi cứ vị đừng nói như vậy nữa và trong cái bản hiến pháp đó có nhiều cái bảo vệ cho cộng sản lắm nha rồi à ok à ông 46 có được miễn trừ sau khi sai sót trong vụ tài liệu mà không anh đổ cái ông ta đã vi phạm hai luật thứ nhất là cái luật quyền tổng thống và thứ hai là cái luật gián điệp thì ở hai cái luật này chưa chắc được miễn trừ chưa chắc được miễn trừ Do đó thì ông ta có thể bị truy tố và đặc biệt là cái tập tài liệu đó ông ta giữ trong lúc ông ta còn là thượng nghị sĩ và là phó tổng thống. Tức là hai cái chức vụ không được quyền lưu trữ các cái hồ sơ tài liệu mật. Tại vì lưu trữ là quyền của tổng thống, tổng thống only. Lúc mà ông ta lưu trữ những cái hồ sơ này, ông ta chỉ là phó tổng thống và trước đó ông ta chỉ là thượng nghị sĩ thôi. Thì mới phát hiện ngày hôm nay là có thêm 6 tập tài liệu nữa được phát hiện trong nhà của ông ta. Và những tập tài liệu này là những tập tài liệu mà ông ta lưu trữ lúc ông ta còn là thượng nghị sĩ của tiểu bang Delaware. Thì cái vị, cái chuyện này thì tôi chưa biết được là để coi thời gian tới coi bên bộ tư pháp bên hạ viện của Hoa Kỳ họ sẽ có cái thái độ như thế nào với Joe Biden nha. Rồi tiếp tục à Wow, à rồi lướt qua. Có đốt pháo em mua lén pháo mà Bộ Quốc phòng bắn ra rất bẩn toàn là giấy trắng không à Tôi không biết. Ở bên Việt Nam thì nó là như vậy. Quý vị mua lén chứ quý vị đâu được mua hợp pháp. Đúng chưa? Quý vị mua lén thôi. Rồi quý vị nói ô oh, có đốt pháo. Vấn đề là hợp pháp hay không hợp pháp. Chứ không phải là lén mua. Ở những vùng xa ngoài Bắc nó vẫn mua pháo từ Trung Quốc qua nó đốt rần trời ở ngoài Bắc đó. Nhưng mà Cộng sản xem đó là bất hợp pháp. Nó khác ở chỗ này. Chứ đừng nói là ô em có thấy đốt pháo. Có. Nhưng mà đốt lén công an nó tới một cái là chết. Còn khi nào mà phải có giấy phép của công an của bộ quốc phòng gì đó thì có thể. Mà nhưng mà cái đó nó dành cho những công ty thôi. Nó không dành cho người dân nha. Rồi tiếp tục Ok à, Con có thằng em làm bác sĩ ở Việt Nam Điện thoại về hỏi thăm mà nó than quá trời Năm 22 xếp hàng đổ xăng Năm 23 thì xếp hàng xin việc làm Bác sĩ mà xếp hàng xin việc làm Vậy nó làm bác sĩ kiểu gì Ok Bác sĩ thì tự mình ra mở phòng mạch đi Tại sao phải xếp hàng xin việc làm Thì con thấy là đúng Năm 22 thì khó khăn Năm 23 còn khó khăn hơn nhưng mà chú hơi thắc mắc tại sao bác sĩ phải đi xin việc làm. Trong khi đó Cộng sản thì đang thiếu bác sĩ, thiếu y tá tùm lum. Nhiều hàng ngàn, ở riêng ở Sài Gòn không đó, là hàng ngàn y tá và bác sĩ bỏ việc. Họ bỏ việc, họ không làm nữa. Họ ra họ mở phòng mạch, họ, họ làm cho tư nhân thôi. Chứ họ không có phục vụ trong cái bệnh viện nữa. Tại vì có quá nhiều áp lực họ chịu không nổi. Nha. Rồi, tiếp tục. À... Việt Nam có một kênh để cho hành hành động chí à, hướng liên kết được với nhau. Tôi không biết. Ở đó tôi không biết. Ở Việt Nam quý vị tự à, nối kết với nhau để mà liên lạc với nhau. Tôi thì không có cái thẩm quyền đó và tôi cũng không có nhu cầu liên kết và làm mỗi cái trang này. Ở bên Mỹ có. Ở bên Mỹ thời gian tới thì tôi sẽ làm một cái trang riêng dành cho ở bên Mỹ là những anh em MAGA để họ có thể chia sẻ thông tin của MAGA thì có thể với lại để hỗ trợ cho ông Trump trong năm 2024 thì tôi có thể làm cái này bên Mỹ thôi còn bên Việt Nam tôi chịu bên Việt Nam là hoàn toàn ngoài tầm tay của tôi rồi ngoài tầm tay của tôi rồi nha yeah. ok rồi tiếp tục à, English có từ chọc quê con không có chữ mock hay là quý vị gọi là mocking thì cái đó cũng là chọc quê mỉa mai. Chữ chọc quê thực ra là cái ngôn ngữ bình dân. Cái chữ mỉa mai thì nó đúng hơn. Thì chữ mocking đó. Là cái chữ đó nha. Yeah. À, không hiểu sao là những người năm nào những người bán hoa cũng than trời đất nhưng năm sau giống như năm trước thắc mắc hoài. Thì tôi nói quý vị, họ đeo đuổi cái nghề là vì cái truyền thống của gia đình và vì họ yêu hoa và muốn gìn giữ cái truyền thống đẹp của à, người Việt nhưng ngày xưa thì không sao nhưng bây giờ thì quý vị họ gặp một cái thứ văn hóa mất dạy từ ngoài bắt tràn vào cho nên họ không biết cách họ lúng túng họ không biết cách đỡ cuối cùng họ đem hoa họ đập hết họ phá hết họ không muốn để cho những cái kẻ đó hưởng lợi thì đó là sự nổi giận của những, những người bán hoa đó thường thường quý vị theo phong tục tập quán á, thì á, là những người mà có khả năng tài chánh họ mua hoa trước hai tuần lễ còn những cái hoa giờ chót bán sale á là dành cho những người bình dân. Những người bình dân không có khả năng mua những chậu hoa mắc tiền. Thì họ chờ tới ngày 28, 29 Tết họ mua và các người bán hoa cũng bán rẻ cho họ. Đó là cái truyền thống tốt đẹp. Nhưng bây giờ chính những kẻ có tiền có bạc không thèm đi mua hoa. Nó chờ tới giờ chót để nó giành giật với người nghèo. Nó lái xe hơi tới nó mua hoa. Nó đứng nó trả giá nó ép người ta hợp thở luôn đó là cái sự khác biệt và tôi nói là cái văn hóa hào phóng của người việt nằm người việt ở miền nam là như vậy họ hào phóng là thứ nhất là họ mua trước và họ không có quan tâm vấn đề tiền bạc nếu họ có tài chánh còn những người bán hoa thì họ cũng hào phóng họ sẵn sàng bán và tặng không cho những người nghèo trong những ngày cuối năm trong những ngày cuối đó là cái tính chất hào phóng của người miền nam nhưng bây giờ nó bị xóa sạch hết rồi đó là cái sự khác biệt nha rồi tiếp tục ok chính trị việt nam không chuyện này thì cũng chuyện khác thôi quan trọng là một đảng cai trị mà dân thì không chịu đứng lên vấn đề ở chỗ tôi không dám kêu gọi người dân đứng lên tôi chỉ muốn kêu gọi những người đang thang với tôi là nghèo quá không có tiền qua cái nhà kế bên lấy tiền thôi họ còn không dám cái nhà thằng cán bộ biệt phủ nó nằm kế bên á tiền của họ nằm trong đó mà họ không dám đi lấy chứ tôi không dám kêu họ đứng lên Tôi chỉ kêu họ đi lấy lại tiền của của họ thôi. Tài sản của họ đã bị cướp một cách hợp pháp của Cộng sản thôi. Họ còn không dám nữa kìa. Tiền của mình còn không dám đi lấy. Thì đừng nói cái chuyện đứng lên. Mệt lắm quý vị. nha Rồi. À, muốn thay đổi số phận tự do thì tự mình giành lấy. Có gì cũng có cái giá của nó. Đừng than trời tách đất. Chứ không có thứ miễn phí đâu. Ok. Đúng. Tất cả tự do do quý vị tự chọn năm xưa những người vượt biển như chúng tôi cũng vậy, chúng tôi bị bức hại tới mức không còn chỗ thở, tại vì chúng tôi là con em của quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, do đó chúng tôi chọn con đường đây, chúng tôi phải lấy mạng sống của mình đổi lấy tự do trên mặt biển, phải đối diện với lại sóng biển, phải đối diện với hải tặc, phải đối diện với những cái cơn thịnh nộ ngoài biển, để chúng tôi đổi lấy tự do, đó là cái giá chúng tôi phải trả, đem sinh mạng mình làm làm cái giá để trả. Thì ngày hôm nay quý vị muốn vượt thoát được và quý vị muốn được tự do như chúng tôi, quý vị cũng phải trả giá. Quý vị cũng phải trả giá. Đơn giản thôi. Tại vì trên đời này không có cái gì miễn phí cả. No free lunch. Tất cả đều có cái giá của nó hết. Ăn thua là quý vị trả giá nào thì quý vị được hưởng giá đó. Nha. Ok. Rồi tiếp tục. À... Wow. Muốn có giấy bác sĩ hành nghề thêm chút tiền từ 1.000 tới 5.000 US tùy muốn nhanh hay chậm tóm lại bác sĩ cũng chết như thường thưa chú ạ. À. Tôi không biết nhưng mà ít nhất là quý vị đã có bằng bác sĩ rồi mà. Thì tại sao bị thất nghiệp? Bằng hành nghề đó vẫn còn tồn tại chứ. Trừ khi là bác sĩ... quý vị mới bắt đầu đi thi bằng bác sĩ thì nó khác. Còn bây giờ mở phòng khám ở tại gia thì chỉ cần lo lót tiền cho mấy thằng ở địa phương thôi là đủ rồi vấn đề cái bằng của quý vị có được tụi nó xác nhận hay không là chuyện khác nha yeah. rồi à... ok ở việt nam à, à, cái gì không phí à, phòng mạch là được à, muốn mở phòng mạch là được kể chưa kể bị hạch sách đủ điều chưa chắc đã có giấy phép ok thì vấn đề là giấy phép để, để mà mở phòng mạch thì cái này tôi chịu cái này là quý vị sẽ bị à, hành lên hành xuống nhưng mà đã làm bác sĩ thì cũng phải có chút xíu chứ Để mà chi ra chứ Đâu phải, quý vị đâu phải là dân lái Grab đâu Dân lái Grab mà còn có tiền mua chiếc xe để đi Grab Lái Grab mà Không lẽ quý vị không có tiền lo lót để có được cái phòng mạch <laughs> Vấn đề chỗ này nha yeah. Rồi tiếp tục À ở Việt Nam có thể mua Internet 5G Elon Musk mà không cần thông qua chính phủ được không chú? Ok, để tôi cắt nghĩa cho quý vị nghe nha. Ok, trừ phi là ổng ra cái phone Thì tôi không nói Nhưng nếu muốn dùng internet Thì á, là satellite nó bắn xuống Thì ở đây á, ở Việt Nam phải có cái trụ satellite Trong nhà quý vị phải có cái satellite Tức là cái 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 dĩa mà vệ tinh nhỏ đó Để nhận cái signal từ ở trên không trung xuống Thì cộng sản nó có, nó có nhập, cho nhập hay không là chuyện khác Cộng sản nó có cho nhập cái satellite, cái vệ tinh đó hay không là chuyện khác Tại vì nó nằm ở trên không trung tức là nó nằm ở trên không gian vũ trụ nó bắn cái satellite xuống thì phải có nơi nhận nơi nhận là cái satellite ở nhà quý vị rồi nó mới rải xuống trong cái phone hay là cái tivi ở nhà quý vị quý vị phải có cái dĩa satellite nhỏ của Stalin quý vị không có lấy gì quý vị nhận ok còn nếu như mà ổng ra cái phone của Tesla đó thì có thể là chiều hướng nó khác đi tức là trong cái phone đó nó có cái hệ thống nhận tín hiệu của satellite giống như chiếc xe mà quý vị đang chạy bây giờ thì cái hệ thống mà cái bản đồ ở trong xe của quý vị là từ satellite nó fit xuống thì trong xe nó có cái bộ phận để mà nó nhận còn cái internet của tesla đó cái hay là của stalin của elon musk đó, là nó đòi hỏi phải có cái dĩa nhận ở dưới trừ phi là công ty tesla ra cái hệ thống điện thoại mới của họ và trong đó họ có cái hệ thống nhận từ satellite xuống giống như là cái, cái xe vậy đó thì lúc đó quý vị không cần Nhưng mà phone của Tesla làm sao bán trong thị trường Việt Nam đây Đâu phải bán ẩu được Đâu phải bán ẩu được Đâu có bán lậu được nha yeah. Rồi tiếp tục Ok à... Ok Tôi có quán cà phê mua bán tính tiền tôi ưa bớt tiền lẻ, bớt tiền thấy khách vui tôi cũng vui lây. Cố gắng làm như vậy, hy vọng sẽ làm được tin tốt. Thì quý vị có thể bảo vệ cho cái văn hóa tốt đẹp của mình, người miền Nam văn hóa cái văn hóa tôi gọi là hào phóng của người miền Nam nhưng mà cũng phải nghĩ tới túi tiền của mình và nghĩ tới mình làm sao duy trì được ok và thứ nhất thứ hai là sẽ có bao nhiêu người ở trong Sài Gòn bây giờ giữ được cái nét văn hóa này bây giờ người ta nói với tôi người gốc Sài Gòn bây giờ chạy đi chạy qua Mỹ với qua Âu Châu hết trơn rồi bây giờ là ở sài gòn bây giờ là những người ở di dân từ dưới tỉnh lên một phần đa số lại ngoài bắc nó tràn vô hết gần như người gốc sài gòn không còn nữa ít lắm nha rồi tiếp tục à wow lướt qua một số những cái hiện tại cho đốt pháo nhưng phải do pháo quân đội bán và khai báo thì mới hợp pháp nhưng đa số dân đốt pháo lậu việc cộng cố tình làm luật mập mờ để giải thích ra là phạt là phạt như vậy thì cho tôi biết cái thông tư nghị định nào là cho phép đốt pháo đây cho tôi biết đừng có nói là cho đốt pháo cho tôi biết cái thông tư nào nghị định nào mà chính thức văn bản từ cái chế độ cai trị đó đưa ra là cho phép người dân được đốt pháo đây không có trong khi nó ký luật thì nó ký bằng văn bản đàng hoàng nó ký được cấm đốt pháo nó ký văn bản đàng hoàng còn bây giờ văn bản nào cho phép đốt pháo đâu văn à, nghị định số mấy thông tư số mấy cho tôi biết nha rồi tiếp tục <laughs> ok đối với em thì thấy tội nếu khả năng mình mua được thì mua còn không được thì nên không nên trả giá ép họ còn nếu họ nói thách quá thì nói sao cho vừa phải hoặc vừa túi tiền thì quý vị nói thách thì mình bỏ đi cái vị bỏ đi thì họ sẽ kéo là kéo cái vị lại thôi cái đó là cái quy tắc luật bất thành văn của mua bán khi một kẻ nói thách thì mình nghe nó nói thách xong mình bỏ đi mình bỏ qua chỗ khác thì quý vị cái đó là cái một trong những cái nét văn hóa đặc thù không phải chỉ ở ở Việt Nam đâu ngay ở Mỹ này cũng vậy Quý vị vào những cái khu chợ trời của Mỹ thì cũng có chuyện nói thách vậy. Nó là cái đặc thù của vấn đề ở chỗ là mình phải hiểu rõ, đừng có mang cái ý nghĩa là chờ tới giờ chót để ép người ta. đa số những kẻ đi mua hoa vào giờ chót đi bằng xe hơi không à, Audi rồi Lexus rồi Mercedes mà tới ép người ta Ngọc thở luôn. Thì quý vị những kẻ này mới là những kẻ đáng lên án Tôi không nói người nghèo Người nghèo họ không có khả năng mua ở chợ hoa Thì họ cũng có cách khác Họ mua ở những cái chợ rẻ hơn Để có được hai chậu hoa trên bàn thờ Thì quý vị cái đó là khác Tại vì người nghèo họ không có bon chen vào những cái chợ hoa mắc tiền Còn những người trung bình Họ thấy có khả năng họ đúng giá thì họ mua Nhưng mà họ không ép còn cái này là cái văn hóa tôi nói mất dạy từ ngoài Bắc nó tràn vào là nó ép tối đa. Và nó tạo thành một cái kiểu giống như là một cái xu thế. Cứ tới cuối năm, chờ tới đây ngày 30 mới đi mua hoa, chứ không ngu gì đi mua sớm. Nó tạo ra một cái xu thế bày đàn như vậy, gây khó khăn cho những người bán hoa. Tôi gọi đó là cái văn hóa mất dạy. Nhưng mà đương nhiên cũng có một số người họ biết được cái nỗi khổ của những người bán hoa họ mua sớm hoặc là họ mua giờ chót mà họ không trả giá nhưng con số này quá ít còn lại đại đa số là nó chơi cái này nó còn viết bài trên đó nó chửi với người bán hoa là ngu nữa đã biết cái nghề này như vậy tại sao còn còn đi bán hoa làm gì sao không đổi nghề khác đi tại sao không cân đo đong đếm trước đi để rồi năm nào cũng than lỗ nó không biết được cái ý nghĩa của cái chợ hoa nó không biết được cái ý nghĩa của những người trồng hoa do đó quý vị nó cứ nhìn theo cái ống kiến cái lăng cái ống kính là quyền lợi thôi tiền bạc thôi trong khi đó những người tôi đã nói quý vị những người trồng hoa họ có cái ý nghĩa của họ họ đeo đuổi cái nghề đó từ bao nhiêu năm nay tại sao họ vẫn đeo đuổi trong khi đó chuyển qua nghề khác có thể kiếm tiền nhiều hơn thay vì bán hoa bây giờ đi bán pháo lậu đi bán pháo lậu kiếm tiền nhiều hơn mà nhưng mà họ vẫn duy trì cái nghề bán hoa là bởi vì quý vị nó là cái truyền thống của gia đình họ và thứ hai là cái truyền thống tốt đẹp của người việt họ là những người duy trì mình phải trân trọng họ hơn nha rồi tiếp tục ok nói đến tận gốc rễ cùm cuối việt á là kẻ huân ký huân chương lao động hạng ba cho việt á à, nếu là bình phong chống uh, chống gì đây à, khiến cho 64 tỉnh thành phải mua hay không thì quý vị nếu nguyễn công khế không dắt mối thì làm sao bà thu sử dụng cái quyền lực của bà ta để buộc 62 tỉnh thành phải mua cái kit test của việt á bà kia cũng tin nguyễn công khế tại dầu sao đi nữa cựu tổng biên tập của báo thanh niên mà và từng là kẻ đứng thân cận bên cạnh trương tấn sang mà thì tôi nói tôi nói quý vị chùm cuối là nguyễn công khế bây giờ quý vị nghĩ đi cái tên đứng chùm việt á đã bị bắt bà thu bị dí tới những người thân trong gia đình của ông phúc đã bị bắt còn nguyễn công khế ăn bao nhiêu trong vụ này nguyễn công khế không có giới thiệu gọi bằng bằng nước miếng thì cái tên Việt Á đó chia phần trăm bao nhiêu cho Nguyễn Công Khế Quý vị Rất rõ ràng nha Rồi tiếp tục à, Trả giá cho tự do thì dở Chứ ép giá người dân Việt Nam thì rất giỏi Đó là cái Tôi nói là quý vị Cái văn hóa mất dạy ở ngoài Bắc nó là như vậy Tôi gọi là ngoài Bắc là bởi vì Những kẻ sống dưới cái nền giáo dục Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bây giờ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày xưa ở ngoài Bắc. Nó là cái nền giáo dục đó, ích kỷ tham lam. Chứ tôi không phải là tôi tôi có cái tinh thần gọi là kỳ thị vùng miền. Nhưng mà tôi nói cái văn hóa giáo dục đó, nó làm cho con người Việt Nam trở nên tham lam ích kỷ hơn. Bởi vì cái văn hóa đấu tranh đó, lúc nào cũng ích kỷ, lúc nào cũng giữ mình. Và lúc nào cũng sẵn sàng đạp lên người khác để sống. Và để dành cái phần lợi của mình. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. Rồi tiếp tục à Ok đốt pháo thì do bộ quốc phòng bán Còn khi đốt tình cờ gặp công an Thì bị phạt 5 triệu thật cười Thì tôi nói quý vị Vấn đề ở chỗ Là luật lệ của họ Nha Ok À lướt bằng một Ok con thấy chỉ cần đặt mình vào vị trí là người kinh doanh hoa từ đó mới hiểu được cảm giác khó khăn và duy trì nét văn hóa. Thì tôi nói quý vị, tôi đâu phải là người bán hoa. Nhưng tôi biết được cái ý nghĩa của cái nghề của họ. Cái ý nghĩa của nghề của họ. Và mỗi năm họ vẫn phải đối diện với những khó khăn này. nha à. Đốt pháo của Việt Nam sản xuất thì không sao. Nhưng nếu đốt pháo của Trung Quốc thì bị phạt. Nhưng pháo bông của hoa của Trung Quốc đẹp hơn, rẻ hơn. Vấn đề ở chỗ là luật nó có cho quý vị đốt hay không? Và thông tư nghị định nào cho tôi biết? Không hề có văn bản. Tức là chưa được hợp pháp. Chưa được hợp pháp nha. Ok à. à. Ok, pháo hoa, hoa do G21 Bộ Quốc phòng sản xuất và phân phối ra thị trường nên cho bán, cho bắn cấm pháo nổ à, nếu đốt là vi phạm là phải rồi như vậy thì tôi nói là quý vị nói là bộ quốc phòng và sản xuất đúng không thì quý vị cho biết cái văn thư nghị định nào là cho phép Việt Nam được hợp pháp đốt hoa đây đốt pháo đây có không rồi con sẵn sàng nói chính trị công khai bên ngoài bạn con đe dọa sẽ bị giết trong đồn công an thì con nói với họ con xin hậu quả nặng hơn À, cái chết con tin à, suy nghĩ độc lập sẽ không sợ gì nữa thì tôi nói với quý vị đừng bây giờ con vẫn còn phải đem bạn con ra làm thí dụ điển hình thì con chưa phải là suy nghĩ độc lập chừng nào mà con không so sánh con với bạn con mà con tự mình nhìn ra con đường đi thì lúc đó con mới độc lập còn bây giờ con vẫn nói với chú là con phải đi so sánh với bạn con với người thân của con rồi nói tới chính trị là họ bỏ đi bla 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 thì con con vẫn chưa có suy nghĩ độc lập Con vẫn lệ thuộc vào những người đó Con vẫn lệ thuộc vào những người đó Con sợ những người đó phản đối Thì con chưa phải là độc lập nha Rồi tiếp tục à, Cháu là người Việt gốc Hoa Nhưng không dám công khai là người Việt gốc Hoa Mà chỉ khai là người dân tộc Tây Ở miền Bắc Thái Nguyên Việt Nam Thật sự Tại sao cháu phải giấu Tại sao cháu phải giấu Tại vì người Việt họ đối kỵ với những cái ta triều đại của trung quốc họ coi các triều đại của trung quốc kể cả cộng sản bây giờ là kẻ thù nhưng tôi không nghĩ người việt xem người hoa là kẻ thù tại chúng ta có một cái đồng nét đồng văn hóa và người việt với người hoa vẫn là một cái có những cái định mệnh nối liền họ lại với nhau nhưng mà tôi không nghĩ là người việt kỳ thị người hoa hay là ghét bỏ người hoa Họ người Việt đa số là họ vẫn làm ăn buôn bán với người Hoa. Chỉ có điều là họ không thích và họ thù những cái chế độ những cái triều đại của Trung Hoa trước đây hay là cộng sản bây giờ. Nhất là cộng sản bây giờ. Do đó, tại sao con phải giấu giếm thân phận con là người Việt gốc Hoa? Câu hỏi của chú là như vậy, nhà con muốn thăng tiến trong cái xã hội cộng sản cai trị hay như thế nào? Thì nói cho chú biết, ok. Rồi tiếp tục. À Tại miền Bắc thành công đem văn hóa miền Nam à, vào miền Nam nhưng miền Nam không đem văn hóa ra miền Bắc thì cộng sản thành công à, đã thành công tiền bạc đem ra miền Bắc văn hóa miền còn miền Nam thì ra miền Nam. Thật sự tôi nói là cái văn hóa mất dạy đó do những cái người miền Bắc tràn vào miền Nam. Nhưng mà miền Nam có lớn ra văn hóa miền Bắc không? Yes, họ không lớn bằng cái trò này. Họ lớn bằng những cái thực tài. Những ban những ca khúc nổi tiếng của miền Nam bây giờ ngoài Bắc hát hết những ngôi sao lớn của miền nam bây giờ ngoài bắc là tìm đủ mọi cách để mời mọc họ hát tại vì người miền nam hào phóng đầy đủ nhưng họ vẫn duy trì cái nét văn hóa tốt đẹp và những cái sản phẩm có thực tài cho nên bây giờ cả nguyện bắc đó, hát karaoke toàn là hát nhạc của miền nam không thôi đừng nói là cộng sản thành công cộng sản thành công ở cái trình cái chế độ tẩy não đó thì có nó đã đưa những cái con người đem những cái văn hóa mất dạy đó vào miền Nam rồi ảnh hưởng người dân miền Nam thì có nhiều người miền Nam bị ảnh hưởng bây giờ mở miệng cũng chửi thề rồi á, sống cái cách sống á, cũng ích kỷ cũng tham lam như vậy nhưng bù lại những cái văn hóa nhân bản của miền Nam nó vẫn phát triển ra Bắc nó vẫn phát triển ra Bắc ít nhất là trên lĩnh vực giải trí văn nghệ người miền Bắc bây giờ cầm cái máy karaoke lên hát nhạc gì hát nhạc đỏ hả hay là họ hát nhạc của miền nam nha yeah. rồi tiếp tục à, ok à wow lướt qua một cái ok ông con trước du học mỹ trước 75 không biết passport việt nam cộng hòa có được nhiều nước mỹ ngày xưa thì passport việt nam cộng hòa có chỗ đứng các quốc gia ở đông nam á đều không có hỏi visa còn những quốc gia khác, Âu Châu và Mỹ thì tôi không biết. Nhưng đa số những người mà được đi du học ở à, bên ngoài trước năm 1975 là chính sách của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa là tài trợ cho họ đi học để họ về họ làm việc thì có rất nhiều người du học ở nước ngoài và về Việt Nam phục vụ, đặc biệt là cái ngành mà gọi là cái gì, cái ngành về à, à, kỹ sư về à, các cái ngành mà về hạ tầng cơ sở đó thì rất là nhiều. thì cái chuyện bình thường đi du học nước ngoài bình thường ngay cả trong gia đình tôi chú ruột tôi đó thứ tám đó ông cũng đi du học đó nhưng mà có điều là ông du học về ngành thần học ông làm mục sư thì cái vị chuyện đó là chuyện bình thường thôi nha rồi tiếp tục à ok <laughs> ok rồi à lướt qua một số người hoa rất dễ thương giáp dạ? tại vì quý vị người hoa họ có những cái nét văn hóa rất đẹp đáng cho chúng ta học Ví dụ như ngày xưa đi quý vị, trước 75 đi. Quý vị còn nhớ không? Người Hoa luôn dùng chữ tính làm đầu. Buôn bán dùng chữ tính làm đầu, tức là một lời hứa của họ rồi là họ giữ. Thì cái đó truyền bây giờ thì nó biến mất rồi. Ở Việt Nam bây giờ nó biến mất rồi. Nhưng mà ngày xưa cái văn hóa đó rất được trân trọng, người ta làm việc với người Hoa, người ta thích chỗ đó. Họ hứa một lời là họ làm. Cái chữ tính đi đầu. Nhưng đó là một trong những cái nét văn hóa đẹp mà chúng ta cần phải học hỏi. Cũng giống như bên Mỹ vậy thôi. Bây giờ mình qua bên Mỹ mình mới thấy được là cái tín dụng đứng số 1. Quý vị đi làm bất cứ một cái gì, vay tiền ngân hàng cái gì, chữ tính là đi đầu. Tín dụng đó, credit Không có tín dụng tốt là quý vị không vay được tiền. Đơn giản vậy thôi nha. Yeah. Rồi tiếp tục à ở chợ bán hoa Việt Nam nhiều người bán hoa vứt hoa bỏ chạy vì không bán được. Họ không muốn cho những kẻ trục lợi hưởng lợi. Thật sự một chậu hoa tặng cho người nghèo đối với họ không là bao cả. Nhưng mà những người nghèo có được những chậu hoa đó hay không? Hay là những tên có tiền có bạc tới giành giật Để mua hoa rẻ và được hưởng lợi miễn phí. Chính điều này mà những người bán hoa họ nổi giận là như vậy. Họ không nổi giận với người nghèo. Tại vì họ biết được người nghèo làm gì có tiền mà mua hoa. Nhưng mà họ tức giận những kẻ đa số có chút đỉnh tiền bạc. Là chuyên môn chơi cái trò đó. Trong khi mua, mua trước một tuần, hai tuần. Vừa đẹp, vừa đúng ý mình. Thì không mua nha yeah, ok rồi tiếp tục nhà lầu xe bóp đẹp nằm ngay trước mắt mà không tự đi lấy cứ ngồi đó nhìn chảy nước miếng rồi than thở vì thằng nhật vọng làm gì thì tôi nói quý vị cái điều là họ quen cái văn hóa ban phát là như vậy họ chỉ ngồi về than thở mà họ không biết tiền bạc đó tài sản đó là của họ những tên cai trị đã ra luật hợp pháp để cướp của họ thì bây giờ họ không đi lấy lại không ngồi họ thang. trong khi đó tiền bạc nằm trước mắt thì không đi lấy nha rồi tiếp tục à, chú phong nghĩ 10 năm nữa trung cộng có sập giống như nga không chú phong nếu không có những biến động về quân sự thì tôi nghĩ lộ trình này xảy ra tại vì thứ nhất là trung là là, là trung quốc bây giờ sẽ không quay trở lại được cái thời đại hào quang của họ từ năm 2009 tới 2016 và thứ hai là tình trạng mà các công ty tháo chạy khỏi Trung Quốc rồi à, thứ ba là tình trạng tình trạng mà hà khắc của chế độ cộng sản rồi chính quyền trung ương không có tiền thì nếu không có những biến động quân sự ở bên ngoài eo biển Đài Loan biển đông hay là ở Sê-ca-cư đó thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ tự tan rã cộng sản Trung Quốc sẽ tự tan rã tự tan rã bằng cách là chính quyền trung ương đã không còn quyền hành nữa mà các chính quyền ở địa phương nó sẽ tự thao túng cái luật lệ riêng của nó coi như là nó tan rã theo kiểu này chứ không có ai lật được nó cả tức là mỗi địa phương nó tự lo nó không còn tiền của trung ương nữa nó không muốn nộp tiền cho trung ương nữa nó làm cho trung ương bị mất quyền hành thì nếu như nếu như mà không có những biến động quân sự thì trung quốc còn thê thảm hơn nga tôi nói là trung quốc còn thê thảm hơn nga trong giai đoạn trước mắt bởi vì nga ít nhất Họ nắm được cái nguồn năng lượng của thế giới Họ còn thao túng được Còn Trung Quốc là gì quý vị Họ đi cướp nguyên liệu của nước khác Một cách hợp pháp Họ mang về nước họ để họ xuất cản thôi Nhưng mà với cái lộ trình mà phong tỏa bây giờ của Hoa Kỳ đó Thì dần dần Bắc Kinh cũng không có cái nguồn nguyên liệu nữa Mà Trung Quốc thì không có cái xương sống kinh tế Cái xương sống kinh tế của họ là sống nhờ vào xuất cản Bây giờ không xuất cản được thì chắc chắn là xảy ra chuyện thôi Nha yeah rồi tiếp tục vào wow. người hoa là chạy nạn tị nạn của người Trung Hoa bạn đừng uh, sợ uh, vì kẻ thù của kẻ thù là bạn mà ok thật sự quý vị người hoa qua qua bên Việt Nam có nhiều giai đoạn từ giai đoạn mà khi mà nhà người Mông Cổ đánh chiếm Trung Hoa thì họ đã chạy qua Việt Nam một phần dưới đại, dưới triều đại nhà Trần rồi sau đó thì uh, dưới triều đại Mãn Thanh thì những người Hán lại chạy qua bên Việt Nam một phần nữa, rồi sau đó dưới thời cộng sản họ lại chạy thêm một lần nữa, tức là những người này đó quý vị họ đến từ Phúc Kiến họ tới từ Quảng Châu họ tới từ ở đảo Nam Hải vân vân đó thì họ chạy qua Việt Nam nhiều lắm, qua, qua các cái giai đoạn khác nhau là, là ngay cả thời đại bây giờ của cộng sản đó họ vẫn chạy, thì cái do đó chúng ta nên phân biệt những người Hoa và những người Trung Quốc. Tôi gọi người Hoa và người Trung Quốc là như vậy. Người Trung Quốc tức là những kẻ sống và lớn lên dưới sự đào tạo và tẩy não của Cộng sản. Còn ở Đài Loan cũng là người Hoa vậy. Nhưng họ khác với Trung Quốc. Họ chạy theo thượng tưởng như thạch ra ngoài Đài Loan. Lập quốc này đó. Họ vẫn nói tiếng Mandarin. Tức là tiếng quan thoại. Nhưng mà quý vị thấy cái 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 cách đối nhân sự thế của họ hoàn toàn khác hẳn với Trung Quốc. Hoàn toàn khác hẳn với Trung Quốc. Chính vì vậy tôi nói là tôi không ngại người Hoa. Và chính bản thân tôi cũng từng tới Hồng Kông làm việc. Trong cái giai đoạn mà Hồng Kông trước khi nó trả về cho Trung Quốc năm 97, thì 93, 94, tôi tới sống và làm việc ở Hồng Kông. Tôi cũng cảm nhận được rất nhiều những cái đẹp của người Quảng Châu. Mặc dù trong số những người Hoa, dân Quảng Châu là lẩu cá nhất. Người ở Phúc Kiến, người Hẹ, người Tiều, họ rất là thật bụng. Nhưng mà người quản thì lão cả hơn nhiều lắm Mà dân Hồng Kông đa số là người quản Nhưng ít nhất Mình nhìn được cái văn hóa đẹp của họ Quý vị biết thời đó dân quản dân Hồng Kông chảnh tới mức nào quý vị biết không Quý vị mà tới những khu shopping ở khu Củ Long đó Thích thì nó bán Không thích nó đuổi thẳng ra khỏi nhà khỏi tiệm luôn Nó không kè Quý vị bước vô tiệm Mà thấy không thích mình nó đuổi mình ra luôn Nó không bán Đó quý vị Những cái đét văn hóa đó đã đặc thù lắm. Nó đặc biệt lắm. Do đó mỗi một người Hoa họ đều đẹp, nhưng có điều là gì? Dưới cái chế độ cai trị của cộng sản và cái nền giáo dục của cộng sản nó thay đổi toàn bộ cái uh, cái bản chất của người Hoa. Nó biến thành người Trung Quốc là như vậy nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. À. Uh... Ok à uh hôm qua đi đây dạo cho thấy người khán giả mà cũng lượm hoa về à, người khá giả mà cũng đi lượm hoa đẹp về thì tôi nói với quý vị nó dạy một cái văn hóa tham lam và ích kỷ là như vậy trong khi đó những cái nét giáo dục ngày xưa kể cả dưới thời pháp thuộc họ cũng dạy những cái nét và, và gọi là giáo dục của họ mang tính chất nhân bản mang tính chất nhân bản vô cùng còn bây giờ quý vị giáo dục của cộng sản chủ yếu là nó muốn duy trì cái sự tuyên truyền cho chế độ do đó nó chỉ làm bộ giống như nó dạy quý vị thực tế là đi kiếm tiền đi đừng lo chính trị rồi lo kiếm tiền nuôi cha mẹ nuôi gia đình đi đừng lo những chuyện khác có đảng nhà nước lo rồi đó một tên hiệu trưởng của một cái trường đại học mà nói là sinh viên đừng quan tâm chính trị nhưng nó vẫn đưa chủ nghĩa mát lê vào dạy nhưng mà nó kêu sinh viên đừng quan tâm chính trị vậy thì nó dạy chính trị làm gì nói tôi nghe đi nó dạy chính trị làm gì hiệu trưởng một trường đại học mà kêu sinh viên đừng quan tâm chính trị trong khi bản thân nó nhờ là nhờ chính trị nó mới được làm hiệu trưởng nhưng nó dạy quý vị nó kêu quý vị đừng quan tâm chính trị còn bản thân nó nhờ chính trị nó mới được làm hiệu trưởng rồi những tên đại gia trong nước ăn nhậu với quý vị á thì kêu quý vị đi làm đi đừng có lo chuyện chính trị nữa nhưng mà chính những tên đại gia đó nhờ quan tâm chính trị nó mới bắt mối, nó mới ký hợp đồng, nó mới đấu thầu, nó lén nó đấu thầu bất hợp pháp để nó nhận được những cái dự án và nó thành đại gia. Nó mua những miếng đất ngon nhất ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Huế để nó thành đại gia bởi vì nó quan tâm chính trị. Nhưng mà nó dạy quý vị đừng quan tâm chính trị. Thì quý vị biết biết rồi đó, ok. Rồi tiếp tục à dịch giả vũ đức sao biển còn sống không anh cách đây hình như một năm hai năm tôi nghe tin anh mất rồi vũ đức sao biển là một à, dịch giả đồng thời cũng là một nhạc sĩ và ông là người chuyên gia rất rành về kim dung phân tích những tác phẩm kim dung phải nói vũ đức sao biển là một trong những à, cao thủ đó quý vị nhưng mà đáng tiếc là hình như cách đây một vài năm ông mất rồi mà mất tại việt nam luôn nha yeah. rồi tiếp tục Ok, wow. À, người Hồng Kông và người Ma Cao cũng ảnh hưởng nền văn hóa Tây phương nên khác với người người trong đại lục là bởi vì quý vị, cả hai quốc gia cả hai vùng lãnh thổ này nó được quản trị bởi người Tây phương. Do đó, họ bị ảnh hưởng không ít và họ đã trộn lẫn, họ đã biết cách pha trộn giữa hai nét văn hóa Đông Tây. Nhờ nhờ cái sự cái sự pha trộn này mà họ đã tạo ra được những cái thành tích đáng nể ở thập niên 80. Cuối 70 và hết một thập niên 80, họ trở thành một cái nền kinh tế mạnh ở khu vực. Và Singapore cũng vậy, mặc dù uh, Singapore nằm ở dưới này, nhưng mà Singapore vẫn bị ảnh hưởng bởi ba cái uh, nền văn hóa. Thứ nhất là nền văn hóa uh, gốc của người Hoa, thứ hai là nền văn hóa của Ấn Độ và thứ ba là nền văn hóa của Tây phương. Cho nên Singapore bây giờ trở thành vùng đất đáng sống nhất thế giới đó nhà bởi vì những người sống trên mảnh đất đó, đất đó, họ biết dung hòa các nền văn hóa để đưa ra cái hướng đi của họ. Hồng Kông đã từng có chuyện này, Ma Cao đã từng làm được chuyện này. Nhưng đáng tiếc bây giờ cả Hồng Kông Ma Cao biến mất cái bản chất của họ là do Trung Quốc nó thao túng. Đơn giản vậy thôi nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok, à gia đình tôi người Việt gốc Hoa bỏ chạy cộng sản tới đời thứ ba hy vọng đến Mỹ thì không cần chạy nữa. Nếu còn ở California, lạng quản sẽ chạy tiếp. <laughs> tại vì California bây giờ nó đi cái chính sách không khác gì cộng sản hết. Có điều là nó mượn danh mà nó tinh vi hơn cộng sản thôi. Giờ yeah, hy vọng là đến Mỹ rồi thì ở yên ở đây đi nha. Yeah. Rồi, tiếp tục. Ok. À. Có nên học tiếng Pháp công chú Phong, con muốn hiểu những lãnh đạo miền Nam xưa nói gì toàn tiếng tiếng Pháp tại vì ngày xưa họ hưởng cái nền giáo dục của Pháp. Tôi nói quý vị người Pháp đô hộ nhưng họ có một cái nền giáo dục tốt bậc nhất nhì thế giới thời điểm đó. Tất cả những cái trường mà à, và mà của người Pháp đó thì quý vị thấy cho tới giờ phút này, những thế hệ lớn tuổi của tôi họ vẫn à, vẫn tiếp tục gọi là có một cái sự tôn trọng. Ví dụ như là ngày xưa là La Santa Bear hay là Mary Curie là những cái trường mà họ mang hầu hết là quý vị thấy mang tính chất Pháp ngữ. Tuy nhiên, với cái giai đoạn hiện tại thì tôi cho rằng là nếu mà quý vị đi làm ăn quý vị muốn làm ở những công ty lớn thì anh ngữ được sử dụng nhiều hơn so với pháp ngữ so với pháp ngữ thì anh ngữ được sử dụng nhiều hơn do đó thì tôi vẫn quý vị muốn có thêm một ngôn ngữ càng tốt nhưng nếu mà muốn cả thăng tiến hơn thì nên sử dụng anh ngữ nên học anh ngữ tại vì hầu như là tiếng anh bây giờ nó thống trị ở cả, cả thế giới rồi nó thống trị cả thế giới rồi nha yeah. rồi tiếp tục ok wow à thầy vũ đức sao biển mất sáu bảy năm rồi nha anh phong thì đó tôi nói là mấy năm trước tôi không nhớ là mấy năm nhưng mà ông mất rồi thì à, đây là chuyên gia về kim dung tất cả những cái bài phân tích về kim dung của vũ đức sao biển vừa có tính chất trào phúng vừa có tính chất về triết lý rất hay nếu quý vị đọc những cái tác phẩm bình về bình luận về tác phẩm của kim dung đó thì vũ đức sao biển là một trong những cao thủ nha yeah. rồi tiếp tục ok à happy ok rồi quý vị một lát nữa 9 giờ tức là khoảng một tiếng đồng hồ nữa bây giờ 8 giờ rồi thì à, quý vị nào muốn chúc tết thì một lát nữa 9 giờ phong sẽ có một cái like đặc biệt cho quý vị gửi lời chúc tết và lúc đó chúng ta có thể nói nhiều về những cái uh, sự kiện ngày tết hơn còn bây giờ thì phong muốn vẫn phải đọc những cái uh, ý kiến ngoài cái đề tài tết và cái thời sự hàng ngày để cho khán giả ở bên ngoài họ rất là muốn biết những cái chuyện bên ngoài những cái chuyện này thì riêng cái chương trình mà chúc tết thì 9 giờ sáng tức là một tiếng đồng hồ nữa phong sẽ quay trở lại với cái like đặc biệt để quý vị có thể gửi những lời chúc tụng hay là nói về những cái phong tục tập quán đẹp của ngày tết hay là đối chiếu so sánh về cái ngày tết của việt nam đại Hàn, trung quốc và kể ở, ở hải ngoại như thế nào thì một lát nữa quý vị có thể uh, tham dự chương trình này đúng 9 giờ sáng tức là một tiếng đồng hồ nữa cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay và phong sẽ trở lại cùng tất cả quý vị một tiếng đồng hồ nữa lúc 9 giờ sáng mến chào tất cả các khán giả chúng ta gặp lại sau bye bye